xương như khi con ngồi có giờ thì con ngồi xuyên suốt, mà bây giờ con ngồi nó một chút xíu cái tự nhiên nó lẳng lặng như là nó ngủ vậy thôi. Coi như là con phải đi. Nó khởi lên giống như là mình thấy một cái việc gì nó khởi lên vậy đó. Cái đó rồi là xong cái dịp mình trở lại. Cái đó bị tưởng, nó lặng rồi nó tưởng nó hiện ra nó hoạt động. Dạ. Nó tưởng con cũng mạnh lắm đó. Cho nên vì vậy mà theo thầy thiết nghĩ, còn khi nào mà nó có những cái trạng thái gì là con chỉ đi kinh hành. Đi kinh hành phá hôn trầm thì miên với những cái tưởng. Mà đi kinh hành thì không phải là cố gắng tập trung với bước đi đâu nè con. Đi với cái tâm thanh thản an lạc vô sự, ôm chặt cái pháp bất cứ nhắc, vừa đi vừa nhắc tâm bất động thanh thản. Mình đi vậy chứ mình lắng nghe cái tâm bất động của mình rồi tinh thần mình. Chứ không phải chú ý với bước chân đi. Chú ý với bước chân đi là tập tỉnh thức mà thôi. Còn bây giờ mấy con đã có sự tỉnh thức rồi thì cần gì phải tập nó nữa. Dù ít dù nhiều mấy con cũng tỉnh thức rồi. Bởi ngày xưa như về phương pháp nãy du lịch thì con nghĩ rằng cái sức tỉnh của con chưa có thì con không có thể nào mà đi du lịch được. Nhưng mà con có những lúc đó, tự nhiên cái hôm con mới vô đó, con đau lưng dữ lắm. Con không hiểu vì lý do nào mà con đau lưng là nó đau từ cơ gì chứ nó không phải là nó đau xuyên suốt. Mà con cũng con thắc ý thì để con đẩy vô nhé. Mới đầu mấy ngày trước đó, thì con để lui á thì nó không có hết, nhưng mà giữa con suy nghĩ mà thôi kệ, người ta không quan tâm tới mày nữa. Nếu mà cái gì nó sanh bệnh có bệnh thì cứ tại vì cái nhân quả đã gieo và phải trả thôi, chứ quan tâm tới cái bệnh đau nó thấy cũng mệt mỏi. Con nghĩ vậy, cái qua 2 năm ngày sau cứ nó hết mất. Mà con không biết cái đó là con có rơi vào tưởng không, chứ tại vì con nghĩ là cái sức nhiếp tâm con chưa có thì con đâu có thể lưu định được. Đúng vậy, nhưng mà cái đó là tính lực của con, cái lòng tin của con ở trong nhân quả. Ở nhân quả vậy tôi vui lòng, tôi trả, tôi không sợ gì hết, đào kệ nó hết rồi nghe. Đó là tính lực. Bởi vì trong ngũ lực thì tính lực là hạng nhất, nó hàng đầu. Cái tính lực nó mới giúp chúng ta mới tinh tấn, nó mới siêng năng, nó không sợ hãi. Cho nên nó là cái ý chí dũng mãnh là nhờ cái tính lực. Cho nên con nên nhớ rằng thầy dạy như vậy là con cả cái lòng tin của mình mà mình đem cái pháp chết bỏ ở đây. Nhân quả bệnh đau đâu có nghĩa lý gì mà sợ, ai là không bệnh đau. Cho nên vì vậy mà tâm bất động thân tha an là vô sự. Mày đau kệ mày, vậy chứ mà nó đi vô đây. Còn mấy con cứ sợ bệnh nó lại bệnh tăng. Còn mấy con không sợ là nó hết bệnh. Bệnh thì kệ nó, chết bỏ thua gì. Ở đây một là bệnh, hai là chết. Mà giờ bệnh không sợ, chết không sợ thì nó phải thua mình. Giặc sinh tử nó sợ mình cái chỗ này lắm. À, mấy con là con người mà mấy con cứ sợ ba cái thứ lặt vặt này. Trời đất ơi, cái chuyện của nó ai lại cũng có. Bây giờ mình không sợ nó là mình lại không bị nó hành mình, mà nó đi hành người khác. Người nào sợ nó tới nó thầm. Còn cái người không sợ nó không thầm đâu. Thầm gì được mà thầm, cái ông này không có sợ, cái cô này cũng không có sợ nó đâu. Mình đến đó mình làm gì làm, cứ bất động, ngồi đúng, im, phát, chơi. Ngồi không phải cần, bây giờ con ngồi kiếp già là tự con làm khổ con. Con ngồi được 1 giây, 2 giây, 1 giờ, 2 giờ. Ngồi mà nó nghe an ổn thì con ngồi. Mà ngồi mà không an ổn thì tôi ngồi trên ghế thì tôi chơi rồi. Miễn là tâm tôi bất động thôi. Tôi không cần ngồi, tôi không cần làm Phật. Tôi đâu có làm cái tượng Phật. Không biết ông Phật hồi xưa ông ở với quốc gia, ông có ngồi kiết già không? Thầy không cần biết cái điều đó đâu. Nhưng mà thầy biết rằng ông có ngồi chứ không phải đi hoài được. Nhưng mà ngồi nhiều tư thế. À bây giờ thầy ngồi đây mà cứ ngồi hoài nó cũng mỏi chứ bộ không sao. Có phải không? Thì thầy ngồi hơi đây, thầy lại ghế đó thầy ngồi, hoặc là thầy xuống dưới đó thầy ngồi xếp bằng. Ngồi vậy cho nó thoải mái chút. Mà ngồi vậy thoải mái nghe nó mỏi, đứng dậy đi ngồi, gợi trên ghế, có gì đâu ai rầy. Trời đất ơi, mình ngồi để cho mình được cái tâm của mình nó an ổn thì mình ngồi chứ. Tôi có ngồi trên bàn trống đâu mà tôi đáng nhất đâu mà tôi sợ. Con hiểu không? Cho nên mình đi tìm sự giải thoát thì giải thoát cả thân tâm. Thì mình ngồi kiểu nào mà thấy nó an ổn là ngồi.
Còn tâm mình kiểu nào thì nó tệ nó, nhưng mà nó phải bất động, an lạc vô sự. Con vậy được không? Khi mà con bị buông trầm nhiều á, con đi kinh hành á, thì nó giống như xe rồi á. Thì con mới bắt con đi xe thân hành niệm. Thì thân hành niệm thì khi mà con ngồi xuống á, thì nó làm như con ngồi luôn, nó không chịu đứng dậy. Con xin sư ông dạy cho con. Cái đó đúng rồi, chặt cái cây tầm dâm như thế này nè. Hồi đó mà nó không chịu đứng dậy là biết nó lười biếng, quất nó. Hai roi nó chịu, một roi nó chưa chịu đứng dậy, ba roi chưa chịu một chút roi. Hát nó điếc mà sợ. Còn cái lý ý chí đừng có sợ nó đau, quất đít nó cho nó ớn. Có vậy thôi à. À, đi kinh hành mà nó đi rồi bắt đầu nó ngồi đó nó lười biếng, nó không đi nữa. Được rồi, không cho mày ăn roi, ở không đi. Để ngồi đó lừa đường, ngồi đó lừa biến. Mình biết đó là cái nghiệp chướng của mình, cái nghiệp si của mình. Phải rút roi một chút mà đi chứ ở. Chưa, có được. Thành ra tới giờ cho ngủ, ngủ không ngủ kệ. Tới giờ thức dậy là thức dậy. Mày tính mày làm cho trật giờ như vậy để rồi mày biết. Tao cho ăn roi. Coi đứa nào ăn roi biết. Tao đâu có đánh ai, tao đánh mày. Có gì thôi. Nhưng mà sư ông, như con bị tưởng như vậy thì con tu tập pháp môn thân hành niệm như trường hợp của con thì tu tập sao cho nó không à bị... Con nói chung là con bị tưởng thì nên đặt ý từng hành động của con trong pháp thân hành niệm về cái phương pháp đi kinh hành để phá hôn đặc tiện đi. Con ngồi lại thì như lý tắc ý đi giữ tâm bất động, tắc ý hoạt, nghĩa là nó không có bị hôn trầm thì miết. Con ngồi không bất động, rồi im lặng một chiều để xem coi, rồi tắt ý khoảng độ một phút hay nữa 30 giây thì con mình tắt ý lặng. Rồi cứ lần lượt mình thấy tâm mình nó được an, nó bất động được thì mình tăng vừa ra, cứ như vậy mình tiến tới mình tu ngày chút thì mấy con sẽ thành công. Có vậy thôi. Con bị mà hôn trầm nặng thì nó cũng có ít lần hơn, nhưng mà ví dụ khi mà con bị hôn trầm thường thường mà con đi không á, đi kinh hành không á, thì nó không có được tỉnh. Mà con đi thân hành niệm thì nó mơ tỉnh lắm. Mà như ví dụ con bị tưởng là con tu pháp môn thân hành niệm đó, cái khả năng con tu bao nhiêu thì được, chứ con sợ nó có nguy hiểm gì không? Nghĩa là con tu pháp thân hành niệm á, khi nào mà hôn trầm thì miên thì con tu cho nó tỉnh, mà khi tỉnh rồi thì con nên ngồi lại, con giữ tâm bất động con. Chứ con đừng có tu thân hành niệm hoài, con tu thân hành niệm hoài nữa thành là con nửa thành cái ông đi đó, biết đâu có thành pháp được, hiểu không? Cho nên đi là mục đích để phá hôn trầm tự nhiên, cái pháp thân hành niệm để tác ý từng hành động để cho nó mau tỉnh thôi. Mà khi tỉnh rồi thì mình ngồi lại mà tu thì giữ tâm bất động, có vậy thôi. Bây giờ thì thầy nói để mấy con thấy có những cái phương pháp để đối trị những cái chướng ngại pháp của mình. Mà biết những cái phương pháp đó rồi thì mấy con cứ ôm hai pháp đó. Tại sao mình đi kinh hành? Tại sao mình lại tắc ý? Còn bình thường thì mình đi kinh hành nó nhẹ, không cần thì mới nhẹ thì con đi kinh hành. Con chỉ tắc ý tâm bất động thân hành, mà đi thì nó không ngủ được. Mà nó nặng á thì tắc ý ngay trong thân hành của nó. Dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ xuống. Từng hành động của nó để nhắc nó. Thì cho nên cái tác ý con nó liên tục trong cái thân hành của nó thì nó làm cho nó ngủ không được, để cho mình tỉnh. Có vậy con sẽ tu tốt được, cố gắng về thật tốt há đi. Còn cái tâm lười biếng cũng giữ lắm.